Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị được biết đến là vùng đất có điều kiện khí hậu bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu đã làm xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như rét đậm rét hại trong vụ đông xuân, nắng nóng, khô hạn, lũ sớm trong vụ hè thu, nên sản xuất nông nghiệp càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức sản xuất, nhờ thực hiện tốt lịch thời vụ đã luôn lách được thời tiết bất lợi cùng với ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cơ cấu vào sản xuất các bộ giống lúa mới ngắn ngày, chất lượng cao, phù hợp với đất đai và khí hậu thời tiết trên địa bàn tỉnh. Nên sau mỗi vụ đều cho kết quả hết sức khả quan, năng suất lúa năm sau cao hơn năm trước, góp phần vào đảm bảo an ninh lương thực và đáp ứng một phần nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Những ngày này, trên những cánh đồng từ Vĩnh Linh, Gio Linh đến Triệu Phong, Hải Lăng đang ánh lên sắc diện hân hoan của ruộng đồng trước mùa gặt rộ. Niềm vui của người nông dân thêm một mùa vàng bội thu, thêm một thành tựu trên hành trình của ngành nông nghiệp Quảng Trị. Cánh đồng lúa của Hợp tác xã Hà Lộc, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng càng trở nên sôi động hơn kể từ khi Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi Quảng Trị chọn thực hiện mô hình liên kết sản xuất lúa giống DQ11 trên diện tích 7 ha. Liên tục qua 4 vụ sản xuất, giống lúa DQ11 này đã trở nên gần gũi, gắn bó với bà con nông dân nơi đây. Bởi lẽ, giống lúa DQ11 khi đưa vào sản xuất ở chân đất của hợp tác xã rất thích hợp, có thời gian sinh trưởng ngắn, rất phù hợp để bố trí sản xuất cả 2 vụ trong năm khỏi bị ảnh hưởng của thiên tai. Riêng trong vụ đông xuân 2019-2020, năng suất giống lúa DQ11 ở hợp tác xã Hà Lộc, huyện Hải Lăng được đánh giá từ 70 đến 75 tạ trên 1 ha. Thì qua thời gian sản xuất thì chúng tôi nhận thấy rằng là đối với cây lúa DQ11 á, thì với đồng đất chúng tôi là hiện nay là cây lúa là rất là tốt, chiều cao cây lúa là khỏe, là ít sâu bệnh và đồng thời là cho bông dài và hạt chắc xếp dài, thì có khả năng dự kiến chúng tôi là ở cái như thế này thì khả năng năng suất là từ là 70 đến 75 tạ trên ha. Thì đấy là một cái giống là hết sức là triển vọng. Thì hiện nay là đơn vị đã liên doanh với các hợp tác xã để sản xuất lúa thương phẩm trong mô hình là gồm giống N26, là thời gian sinh trưởng là tương đương với Khang Dân, và các giống là BG1, DQ11 thì có thời gian sinh trưởng tương đương với là giống Bắc Thấp số 7, HC5. Đối với hai cái giống DQ11 và cái BG1 thì là theo đánh giá của bà con hợp tác xã tham gia mô hình thì khả năng là chống chịu sâu bệnh là tốt. Xác định công tác giống đối với sản xuất nông nghiệp có một ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, không chỉ giảm thiểu tác động của thiên tai mà còn đem lại năng suất, chất lượng và sản lượng cao trên vùng đất Quảng Trị, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi phối hợp với các hợp tác xã và các đơn vị cung ứng giống như Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Vật Nuôi Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam chi nhánh miền Trung liên kết khảo nghiệm sản xuất các bộ giống lúa mới cho năng suất chất lượng cao như DQ11, BG1, Đài Thơm 8, An Sinh 1399, HN6, DT100, SHPT3, v.v. Đến nay thì cảm thấy là cái giống Đài Thơm 8 là một loài giống có năng suất cao. Thứ hai là nữa là nó không sâu bệnh, tuyệt vời không sâu bệnh. Và là cái chi phí là có cái phân bón là ít hơn các loài khác, mà cho là năng suất cao. Hiện nay là ba con là đang còn thực hiện là được 5 hecta, và là khả năng sản vụ hè thu sẽ mở rộng hơn nữa, vì so với bình thường là năng suất của trước đây là làm là 52 tạ thôi, nhưng mà hiện nay làm loài này thì đánh giá là 60-62 tạ. Vụ đông xuân này chúng tôi làm 15 hecta, và vụ hè thu tới chúng tôi sẽ nhân rộng lên 30 hecta. Và chủ yếu bà con làm giống là sản xuất bằng nông cụ ra hàng, và cái năng suất sản lượng đối với cái giống này là cái khá ổn định. Thì đơn vị chúng tôi là đã làm từ năm 2015, đến nay là chủ yếu là làm giống HN6.
kế hoạch chúng tôi là sẽ mở rộng diện tích của vụ hè thu là thêm 15 hecta nữa là 30 hecta, đồng thời cũng liên kết với công ty giống Tây Thuế bằng bao tiêu phẩm cho bà con trong công tác sản xuất giống. Vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy hơn 26.000 hecta lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm đến 80%, tương ứng khoảng 21.000 hecta. Qua đánh giá bước đầu, đây là vụ đông xuân có năng suất sản lượng lúa đạt cao nhất từ trước đến nay với 60 tạ trên 1 hecta. Cục bộ có nơi đạt từ 73 đến 75 tạ trên 1 hecta. Có được kết quả này, bên cạnh yếu tố thời tiết thuận lợi, phải kể đến công tác thủy lợi đảm bảo, công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là đưa bộ giống lúa mới phù hợp, công tác dự báo, dự tính và phòng trừ sâu bệnh kịp thời cùng với sự đầu tư chăm sóc của bà con nông dân đã tạo nên một vụ mùa bội thu. Tại phương án ban đầu công ty là sau khi thông qua các cuộc tập huấn và thực hiện để bà con theo quy trình thì công ty sẽ cung ứng giống gốc, giống sản xuất cho bà con sản xuất theo cái hợp đồng, và từ trong quá trình đó là cán bộ kỹ thuật công ty sẽ theo dõi suốt cả quá trình đến từ gieo cho đến thu hoạch. Và trong quá trình đó thì có những cái là công ty luôn luôn đồng hành với hợp tác xã và hỗ trợ về khâu kỹ thuật giúp cho bà con, vì thể hiện được cái vai trò làm giống nó có nhiều cái ưu điểm hơn, là đem lại lợi nhuận cao hơn và từ đó nâng cái mức sống của đời sống, cái thu nhập của bà con, của người làm giống là cao hơn so với các sản xuất lúa thường. Hàng năm thì chúng tôi phối hợp với trạm khuyến nông của huyện chỉ đạo bà con là khảo nghiệm một số các cái giống lúa có năng suất, chất lượng và thời gian sinh trưởng ngắn để phù hợp với cái đồng đất của huyện nhà. Cụ thể thì chúng tôi đã chọn tạo một số giống như Đài Thơm 8, An Sinh 1399, Hà Phạt 3, Tia Chớp Nhiệt Đới và một số các cái giống khác được đưa vào sản xuất. Những kết quả đạt được trong vụ sản xuất đông xuân năm 2019-2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những đảm bảo an ninh lương thực mà còn hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lương thực có hạt theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Hiện nay các địa phương đang bước vào thu hoạch cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ hè thu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm chỉ thị 16, 15 của Thủ tướng Chính phủ, nên ngành nông nghiệp không tiến hành các cuộc hội nghị, hội thảo đầu bờ, đông người tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, ngành nông nghiệp khuyến cáo, ngoài chấp hành lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa hợp lý, ưu tiên các giống lúa mới, ngắn ngày và cực ngắn đã khảo nghiệm triển vọng trong vụ đông xuân, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong vụ hè thu, chúng tôi cũng đã cùng với các địa phương ra soát lại cái phương án sản xuất để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Mục tiêu là phải gieo trồng sớm hơn khoảng 10 đến 15 ngày so với các cái vụ hè thu năm trước. Thứ hai là chúng tôi phải tổ chức chỉ đạo để chuyển dịch khoảng 1.500 hecta hiện nay trong đánh giá là có khả năng bị khô hạn chuyển sang những cây trồng cạn. Trong sản xuất thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con nông dân là sử dụng cả các loại giống lúa ngắn ngày và cực ngắn để khắc phục được cái vấn đề thiếu nước. Mặt khác, tránh cái mưa lũ vào cuối vụ, ứng dụng các cái biện pháp canh tác mới thích ứng với biến đổi khí hậu để sản xuất dần được một cái vụ hè thu thắng lợi. Vụ hè thu năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy khoảng 23.500 hecta lúa. Để đảm bảo cơ cấu bộ giống của vụ hè thu hợp lý, tỉnh chỉ đạo các địa phương khuyến cáo bà con nông dân tuyệt đối không đưa vào sản xuất các loại giống dài ngày, giống thoái hóa, nhiễm sâu bệnh, giống không rõ nguồn gốc, giống chưa có quyết định công nhận lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giống chưa được thử nghiệm trên đồng ruộng Quảng Trị trên 3 vụ liên tục, đặc biệt là không được sử dụng thóc thịt làm giống. Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng một cái kế hoạch, cái lịch thời vụ đảm bảo cái tính khoa học, hợp lý, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu,
chọn những cái loài cây ngắn ngày, những cái loài cây cực ngắn ngày để thích hợp với cái tình hình biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, lên cái kế hoạch về phòng chống hạn cũng như là phòng chống lụt bão, thiên tai, xâm nhập mặn để có cái kế hoạch ứng phó một cách kịp thời và thông báo kịp thời cho cái quá trình các địa phương trong sản xuất của từng tiểu vùng khí hậu và có cái kế hoạch phòng chống hạn, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng. Đồng thời cung ứng đủ cái nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt ở vùng nông thôn và thành thị, đảm bảo năm 2020 này chúng ta đạt trên 27,5 vạn tấn lương thực, phục vụ tốt nhất cái đời sống an sinh xã hội cũng như phục vụ cho sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Trên những cánh đồng, với sự hối hả của bà con nông dân gặt trước kẻ sau, nông vụ tấn thời để chạy đua với thời tiết mùa mưa lũ giữa hai vụ lúa liền kề nhau, đông xuân và hè thu, mới hiểu thêm nỗi vất vả của người nông dân như ca từ trong bài hát Hương Bùn của Lê Quốc Phong. Ai chưa trải gian lao, hiểu sao đời no ấm, chưa chân bùn tay lấm, hiểu sao hương bùn. Vất vả, gian lao là thế, nhưng chính đất đai, bờ bãi quê hương cùng với sự đồng hành của ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn Quảng Trị đang vững bước dài trên con đường hướng tới tương lai.